Vâng, xin chào bác, là bên kia kia xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu rốt bua dòng xe Phát Fix phun carbon bên em mới về, với tông màu chủ đạo tông màu trắng, được sử dụng với group Shimano 105. Bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, mình sẽ cùng với bác, đây là cái mẫu Phát Fix phun carbon với tông màu chủ đạo tông màu trắng nhé, bên em mới về. Để cho bác ưa thích cái dòng xe rốt bay carbon được sử dụng với group cao cấp. Một lần em về với chiếc tông màu trắng, khung khung ngược bon bác nhá. Model xe là model Phát Fix, xe mảnh giá còn rất là đẹp, tuy quan sử dụng rồi nhưng mà người chủ cũ thì rất là giữ gìn xe, nhưng mà lớp sơn zin của xe vẫn còn giữ được cái độ sáng và bóng. Tông màu trắng thần hoa, bác ưa thích tông màu sáng nhá. Khung được bon, xe rất đẹp. Bác nào yêu thích những dòng xe là bút ba carbon với cấu hình 1.5, giá thành rất là tốt, của quốc kỳ đông nguyên bản theo xe, của quốc kỳ đông nhôm, xe sử dụng với bên tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Bên trái em, bên tay phải em sử dụng cái tầng đĩa cũng Shimano 1.5. Nó sẽ sử dụng với cụm phanh 3 mảnh của Rain Đức. Biểu tượng của dòng xe Phát Fix là hình cá mập đấy nhá, cá mập trắng. Càng xe carbon thiết kế như chiếc đuôi cá mập phải không nhá, rất thon và mảnh. Điểm chỉ là những cái đường vạch chỉ xanh và đỏ trên càng xe đây, trên khung giữa của gióng của xe cũng có điểm điểm chỉ của xe, làm cho cái tông màu trắng nổi bật thêm. Làm chất sử dụng với vành của Vutela là vành chuyên sản xuất dòng linh phụ kiện cao cấp, thường thấy trên những dòng xe gian đến từ thương hiệu Ý. Vutela lốp xe T, lốp còn rất là mới, ta lông lốp của nó còn rất là còn nguyên luôn nhé, xe rất là ít sử dụng. Hộp yên nhôm, yên nguyên bản đeo xe, yên còn rất là mới. Xe sử dụng với bên tầng đĩa của gạt đĩa Shimano 1.5, đùi đĩa chính hãng của đùi đĩa Beta, đùi đĩa thương hiệu Mỹ, đùi đĩa chủng giống của Beta, bê đan bạc đạn của Red Dogback, củ đề sau là củ đề của Shimano 1.5. Xe trang bị với 9 tầng lip, 10 tầng lip. Vâng, xe trang bị với group Shimano 1.5, 10 tầng lip thôi nhé. Và bây giờ xin mời chào các đứng ở khung xe ạ. Vâng, chào các cũng đứng ở khung xe là size 48. Chiều ngang khung là 52. Chiều các bác là 6 chiều mét 7 đi vừa. Sức là lip còn rất là mới nhá. 10 tầng lip, lên lip ra. Xuống lip. Bên phải em là đuôi chụp rỗng của FSA, gạt đĩa Shimano 1.5, 2 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, carbon. Vâng, em đánh giá tổng thể xong chiếc xe road bike dòng xe đua full carbon group Shimano 1.5 Phát Fix, và xe có giá tốt anh em là 14.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào có tên hẹn qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại ngày mai.